停着三。Bắt đầu luôn nhỉ? Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đến với bình luận viên Thành Kiên và trận đấu giữa hai cầu thủ Quang Thiện hạng A và Thắng Định đến từ thành phố Vinh hạng B. Tỷ lệ chấp trong ván đấu này là 7.1. Vâng, cả nhà vào xem cổ vũ cho Quang Thiện cũng như là Thắng Định đi ạ. Anh em thành phố Vinh độ vào cổ vũ cho Thắng Định nhỉ. Wow, một cú điều hữu xạ tự nhiên hơn. Ông chủ xin cảm ơn lời mời của ông chủ. Vâng, anh em sẽ có dịp kéo về Sóc Sơn đến quán của ông chủ để giao lưu. Xin chào Duy Tuấn. Duy Tuấn không sửa tay tiếp à? Ở nhà ra tập sửa tay tiếp đi em. Trận xếu, ngày mai trận xếu, vâng, thưa bạn thì xếu thì đã dừng lại rồi. Xếu không có mặt ở vòng đấu loại 32, đã bị thua. Một cú đánh có phần may mắn của Thắng Định Vinh. Anh em Vinh đâu, anh em Vinh vào chia sẻ đi ạ. Xin chào Kiên Cận. Wow, suýt nữa thì lưỡi hơi ngắn, dài một tí nữa thôi là liếm được mép con hai. Cơ hội lên 2-0 cho Thắng Định. Ở tình huống này thì duy nhất có một cái tình huống khó, đó là mở ra má con 5 thuận lợi. Má con 5 thuận lợi sẽ chính là phía con cái Thắng đang đặt nên đòi hỏi phải kiểm soát lực rất tốt để có thể rút một băng con 3 về phía đó. Nếu thiếu lực một chút thì sẽ phải thực hiện một cú đánh kỹ thuật, rủi ro rất là lớn. Chia sẻ và chia sẻ rất nhiều hoa hồng luôn bạn Bia Tuấn. Vâng, cả nhà chia sẻ đi ạ. Cả nhà chia sẻ ủng hộ cho Magic Black Shop cũng như là cổ vũ cho hai cơ thủ ạ. Đó rồi, thiếu lực rồi, sẽ phải là một cú đánh kỹ thuật rất là vất vả. Vâng, cùng trong tình huống này nhưng nếu như mà lấy được má của ngoài con 5 thì sẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ồ, xin chào Tô Phương. Vâng, giải này ngon ơ mà không thấy Tô Phương xuất hiện là như thế nào hả Tô Phương? 25 triệu, nhà hết chỗ để tiền chăng? Vâng, mạng lại có tí vấn đề rồi. Đến cuối giờ chiều rồi, mạng chắc nó mệt mỏi rồi. Vâng, cả nhà chia sẻ lại ủng hộ cho Magic với đi ạ.
một đều à thằng ơi? Một đều à? Vâng, tỷ số là một đều cho Quang Thiện. Lại có vấn đề gì đấy không ổn với cái phần phát của Wi-Fi. Quang Thiện chắc đang tính chạy đuôi sau bi số 2 và bi số 4. Vâng, lực quá tuyệt vời. Một cú bắt đuôi cực khó dành cho Thắng Định. Đề nghị anh em bốn trích vào cổ vũ cho Quang Thiện đi ạ. Ồ, lòi rồi. Hở mông con một rồi. Vâng, Lương thành công. Anh em cổ vũ cho Quang Thiện đi ạ. Trận này là một trận quyết định đi ạ. Ai thắng thì sẽ có quyền bước tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp 32 người. Còn ai thua thì sẽ lại phải trở về đợi giải sau. Vâng, trong tình huống này nếu là tôi thì tôi sẽ dọn. Nếu như con 1, con 2 mà khung thì việc gì phải nghĩ nhỉ? Vâng, một cú chạy đạn cũng không phải là ý tôi trong tình huống này. Đùi không có cửa băng. Vâng, vẫn có cửa quánh con cái ở dưới chấm 3 áp phê. Trúng vào một và hoàn toàn có cửa. Nào, cùng xem kỹ thuật á băng. Wow, chính xác. Giải thế ba đuôi. Cơ hội dọn bàn cho Quang Thiện. Và dọn đi xem cho nó đẹp mắt. Ý định vừa rồi của Quang Thiện là cho con cái dính vào đít 8. Tuy nhiên thì lại không được như ý của mình. Lê Quang, vừa rồi thì bận ra bình luận cho nên là tôi phải oánh thật nhanh để còn ra làm việc chính.
Một cú táng bi rất dứt khoát. Sơn Đém, vâng, xin cảm ơn Sơn Đém là trận vừa rồi mình may mắn giành chiến thắng trước Quang Thiện. Quang Thiện đang phải tiếp tục của anh trận đấu playoff để tranh vào 1-3-2. Xin chào anh Tô Phương. Anh em Vinh đâu, anh em Punchik đâu, cổ vũ cho hai cầu thủ của mình đi ạ. Sao tự nhiên lại lôi tôi vào đây, tôi lấy đâu ra tiền? Tôi làm gì có tiền 100-200 kinh nhỉ? Dịch vụ vận tải nhà hết chỗ để rồi em ơi. Xuân Nghệ An thì vẫn đang đánh ở bàn ngoài cùng kia bạn ạ. Giờ này mà vẫn đang đánh thì chắc là đánh ở bên nhánh thua rồi. Lê Qua xin chào Lê Qua. Tỷ số là 2-1 cho Quang Thiện, xin lỗi chưa bấm tỷ số. Phá quá dữ dội. Ăn 2 bi đã đủ bếp. Rồi 99% ván này thì ra nào chắc luôn rồi. Còn gì để đánh nữa đâu nhỉ. Rồi má dưới con 3 đẩy một băng thẳng tưng con 4. Trồ mở nhẹ má ngoài con 5, rút một băng điều con 6, lấy má ngoài con 6 rút nhẹ một băng ra thẳng tưng con 7. Thế là kết thúc của ván đấu. Hình bi không việc gì phải nghĩ hết. Dũng con, Kiên Pháp thì còn một trận nữa mới vào được 3-2. Kiên Pháp bị nhảy sang nhánh thua cho nên bắt buộc phải đánh thêm một trận nữa. Thì chẳng các ông vào đây. Phần tao đâu. anh đợi em thảo luận với mấy thằng kia khéo anh có được hơn. Đây rồi. Nó không bắt nó xin đầu nó học ở những cái gì luôn, nó bổ sung nó mất tiền mà nó mất nhiều tiền lắm, nó không ảnh hưởng gì đâu.
Hải Phòng, Hải Phòng mà nó bắt phát là sập hết luôn đấy. Ra Hải Phòng vứt hết luôn. À, chỉ còn đúng quán Ngọc Sẹo hết. Chưa tán lả bắt. Vâng, xin chào Vũ Ngọc. Cố lên anh Thắng ơi. Thắng ba mắt. Đây này thì anh đang bắt gọn rồi. À, Quang Thiện đang được xếp hạng A và chấp thắng 3 mắt 1 ván. Chơi cái gì đó. Thì ông ở đây ông đi cái hòn đi hàng ông đi xem ăn mấy điểm có được luôn. Xin cảm ơn Vi Hợi. Ai cơ? Đúng rồi. Ồ, xin chào anh Phạm Phú Quảng. Ồ, tỷ số 2 đều, tỷ số 2 đều ấy. Vâng, xin lỗi cả nhà, xin lỗi cả nhà. Mỏi tay quá, không bấm được. Thank you.
Không, thua thì sao? Mình làm việc với cô em mà. Phải đi thôi. Vâng, tỷ số là 3-2 cho Quang Thiện. Thiện này gầy gò ốm yếu à, nhưng mà chọc dai phết đây thưa bạn. Vâng. Cái phi thẳng vào lỗ luôn. Sống hết rồi, sống hết rồi. Sống hết rồi. Tiếp sát đấy. Tiếp sát thẳng rồi đi. Hết rồi gì nữa. Mỗi trận đàn là chỉ em mới bình luận đó. Xin chào Quốc Khánh, xin chào Lại Minh Đạo. Đen 33 có còn nhà không? Cho Quốc Taxi ra ngoài Hà Nội phát. Hay quá. Một cú điều để chủ động chế đạn. Bấm bị con 3. Cái dính con 8. Ngồi chỉ đợi mẹ các em gọi đây là không muốn chơi đâu. Gì gọi rồi. Có gì ăn này? Mạnh Sa Cơ đang ở đâu rồi và đang ngồi xem này. Vào 16 cho em. Mạnh Sa Cơ đang ở trong Phú Quốc à? À, cơ hội rất lớn cho Quang Thiện dẫn lên 4. Rồi, một băng ra ép ra thẳng con 6. Hoặc lấy má trong con 6 cũng được. Rồi, thẳng con 6 sẽ là đẹp nhất. Mình lấy má dưới con 7. Đánh một băng, đánh ép thẳng ngang sang. Đều con 8 lỗ 10. Kết thúc ván đấu. Nhìn như trượt. Và một tình huống đang dễ thì chuyển nó lại thành tình huống khó. Wow, quá chính xác. Vâng, tỷ số là 4-2 cho Quang Thiện.
Em ơi, có nước chanh, chanh cho anh xin nước chanh. Cảm ơn. Trận đấu giữa hai cầu thủ cuối ngày rồi cho nên là có vẻ là rất là trầm. Cả nhà hãy vẫn cứ ủng hộ và cổ vũ cho hai cầu thủ đi ạ. Và đây là những trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay. Tranh xuất vào 1-3-2 của giải Trương Mỹ mở rộng. Chắc chắn là một cú chạy đạn. Tối nay thì chỉ còn những trận đánh đền thôi, chứ không còn trận giải nào nữa ấy, bạn ạ. Đền à? Cho anh xin cốc. Vâng, sút tê cân. Sút tê cân chạy đạn. Đường riêng. Vâng, tình huống ván này thì chắc là không còn gì để đánh nữa rồi. Chỉ một cú trôi nhẹ con hai, một băng về phía đằng cái phin. Sau đó thì sẽ kéo con ba một băng ra điều con bốn lỗ góc. Trong tình huống này thì không có gì khó khăn với trình độ của thắng ba mắt. Sẽ là một cú kéo trô qua mặt con năm, qua sau lưng con năm. Rất dễ dàng. Vị trí đẹp nhất cho con 6 và con 7 sẽ là vị giữa lỗ 10. Rồi, lấy má ngoài hoặc thẳng đều ok. Nào, thẳng là hỏng đấy. Rồi, trong những tình huống mở má như thế này, các bạn lưu ý nếu như mở má mà sai má thì rất là nguy hiểm. Đúng rồi, nếu như con cái sẽ chỉ cần nằm vách phần dưới một tí nữa thôi thì mọi việc sẽ trở nên vô cùng dễ dàng. Nhưng khi con cái mà nó lại nằm thẳng tưng thì thật sự là cả là một vấn đề. Tiến Chi Phát, lúc nãy thì mình vừa có một trận thắng trước cầu thủ Quang Thiện. Cú chạy đạn quá hiểm, không biết có còn đường không. Uh,
Trần Văn Trinh, Kiên Xếu thì hết rồi, hết hai mạng rồi. Kiên Xếu chóng vánh đốt hai mạng. Vâng, chắc chắn là chạm 7. Vâng, không tính toán. Bước thăm bên thua thôi. Không thích xiên, xiên không đỏ đen. Đúng, xiên là không ngẫu nhiên. Đúng rồi. Ngày mai thì sẽ đánh vòng đấu loại trực tiếp 32 người. Ơi. Đúng rồi, mai bốc thăm hết luôn. Tối nay bốc thăm hết luôn. Rất dễ dàng. Tỷ số gần như là chắc chắn ván này sẽ là 4-3 rồi. Một cú đẩy nhẹ một băng. Và không có sai sót gì xảy ra. Anh Hà. Dạ, mai em sẽ ở vai trò bình luận viên, mai anh qua đây ngồi chém gió với em cho vui. À, Minh có đánh long lanh. Minh không biết là có vào trong chưa, bởi vì Đức Anh chịu trách nhiệm về giám sát cái bên danh sách thắng thua. Bốn ba, suýt lại quên lên tỷ số. Nghệ An có nhiều người vào lắm bạn ơi, có Bình Ngốc, Kiên Nhâm thì đang đánh, Xuân Nghệ An, Phi Hùng. À, Trần Kiên, Nghệ An có Bắc Kè, Hải Phòng không có ai bạn ơi, Hải Phòng không ai tham gia trận đấu giải đấu này. Sân ném Trần Đỉnh không tham gia giải này. À, không vấn đề gì long lanh. Vâng, chắc chắn là một cú dí chạy đạn của Quang Thiện rồi. Rất dễ nhàng dí con cái vào đít cầm 4. Vâng, A băng đi. Nam Định không có ai bạn Ngô Thanh Tuấn. Và góc A băng gần như đã bị khóa hết. Và như tôi nhìn thấy đây thì sẽ chỉ còn một đường A băng 5 băng, 1, 2, 3, 4 và 4 băng. Đánh hết AP qua sau lưng con 5. Sau đó thì đúng rồi ạ, vòng về phía cục lơ mà nơi thắng định đặt đấy ạ. Thì sẽ đôn lên con 3. Xuyên chúng. À, 37 hình như là có Bình Ngốc này. Về trận này thì thắng định đang tranh vào này. Xuân Nghệ An đang đánh này. Lê, không biết là Lê Lùn có vào không?
Duyên Tuấn. Thanh Hóa không có ai tham gia. Thanh Hóa thì sáng nay có một người tham gia nhưng mà có ở vai trò là taxi. Anh Tuấn Hòa Thanh Hóa tham gia ở vai trò là chở bình luận viên đến để làm công tác live stream. Kiên Xíu thì đã về đến Thạch Thất rồi. Vâng, cơ hội rất lớn cho thắng định san bằng tỷ số 4 đều. Chạy đạn quá kỹ, cho cái hẳn vào giữa lỗ cho cẩn thận. Hôm nay có ăn tối à? Bảy giờ rồi gì nữa? Long Lanh, trận nào anh chẳng có mặt ở trong chung kết mà Long Lanh phải nói thế? Huy Đen thì vào rồi Dương Hoàng. Xin chào giai đẹp Đoàn Ngọ Thái Bình. Trận này là những trận cuối ngày rồi, cho nên là các cầu thủ đều thấm mệt, kể cả bình luận viên cũng thấm mệt, cho nên là không khí nó hơi bị trầm lắng. Vâng. Vâng, anh em 37 đâu, cổ vũ cho thắng định nào. Tỷ số chắc chắn là 5-3 rồi, chỉ còn một con 9 thôi, rất là ngon. Chúc mừng con Thiện, 5-3, chỉ còn 2 ván nữa thôi. Giọng ông bình luận nghe quen quen. Có quen không hả Công ơi? Giải này cũng chắc chắn là anh có mặt chung kết rồi, nhưng mà vai trò bình luận viên em ơi. Hào Nhật Lê chưa em ơi, Hoàng Sao thì đã có mặt ở trong vòng đấu loại 32 ngày mai rồi. Bây giờ chỉ chờ đến ngày mai nữa thôi. Tôi chỉ không biết bán ô tô thôi Lương Thành Công. Kiên Pháp thì ngày mai sẽ có trận đấu ở vòng đấu loại 32. Vâng, ai thắng 5 trận liên tiếp nữa thì sẽ là người vô địch, giành phần thưởng trị giá 25 triệu đồng. Xin chào Lê Hải, Nam cũng yêu được bạn ơi. À, một cú áp băng rất là hay. Dọn đi Quang Thiện ơi, còn có mấy bi, đâu có cái tình huống gì đâu.
Đặng Đình Nghiệp có ngày mai, mình xem đã, ngày mai thì chắc chắn có mặt ở đây rồi, không biết là có đánh hay không. Hơi quá rồi, hơi quá rồi. Ok. Không lỗi. Dài đẹp Tùng Duy. Anh em bốn trích đâu nhỉ? Chỉ còn hai bàn nữa. Vâng, và cổ vũ cho Quang Thiện nhỉ. Quang Thiện sẽ có mặt ở trong vòng đấu loại 32 người vào ngày mai nếu như giành chiến thắng trước Thắng Định. Ai là người thua trong trận đấu này thì sẽ hẹn gặp lại ở giải sau. Lại lỗi má rồi. Rất là à ơi, rất nhiều những tình huống rất ngon ăn nhưng các cầu thủ lại cứ đưa ra thật khó để thể hiện. Xin chào Hùng Bin. Tùng Duy thả tim hay thả tín hiệu? Vâng, một tình huống rất là đường riêng, không khó khăn gì cả. Tỷ số lại là 4-5 rồi. Anh em bún trích đâu? Điểm danh Đức Teng đã có mặt. Đào Nguyễn Vĩnh Yên, Yên Xe. Vâng, xin chào anh Chí. Cũng lại lỗi mà. Hai cơ thủ cứ đùn đẩy cho nhau thôi. Vâng, suýt ăn. Quang Thiện đã có cơ hội rồi, thưa anh em Vun Chức. Thắng đã điều chỉnh 9 cho Quang Thiện. Vâng, một cú đánh chính xác. Chúc mừng Quang Thiện. 6-3, chỉ còn một ván đấu nữa thôi. Hiểu hết Tùng Duy, anh hiểu hết mà. Không nói thôi. Làm cái nghề này nhận nhiều tim lắm. Vâng, tỷ số là 6-3 rồi, chỉ còn một ván đấu nữa thôi, với Thắng Định là 4 ván đấu nữa. Vâng, anh em Nghệ An đâu, vào cổ vũ cho Thắng Định nào. Ăn hai con. Wow, con hai lại nằm xấu rồi. Và một cú chém áp phê luôn. Đoàn Ngọ, giải này cũng đang diễn ra ở Trương Mỹ. Đoàn Ngọ này, câu lạc bộ của Đức Anh, Ma Làng. Tìm lúc nào cũng đập chứ chưa ngừng đập. Lại lòi cơ hội cho Quang Thiện. Ok.
Tùng Duy ơi, em thích loại dầu ăn nào? Ra một tờ giấy, sau đó thì lấy 16 quân bài, xong. À, Nghệ An, bạn Thắng Định này thì ở thành phố Vinh. Rồi đánh rồi, Quang Thiện quyết định đánh không chạy đạn rồi. Vâng, chắc là muộn rồi, cho nên là cũng không giằng co làm gì nữa. Một cú đánh con năm một bằng cái ra giữa bàn, vị trí ngon nhất. Lực cũng rất dễ kiểm soát, không việc gì phải rón rén tay cả. Lại con còng làm gì cho cầu kỳ nhở. Vâng, nếu là tôi thì tình huống vừa rồi tôi đẩy nhẹ ăn con kia và cái ra giữa bàn, thế là xong. Nhưng đây cũng là vị trí đẹp, rất là thuận lợi cho anh con 6 lỗ bên kia và đều con 7 lỗ 10. Một cú chạy đạn của Quang Thiện. Đỗ Minh Điệp, xin chào Đỗ Minh Điệp. Có một thái độ hơi buông xuôi ở cơ thủ Thắng Định. Nào, cả nhà cùng chúc mừng cho Quang Thiện nào. Anh em pull trick đâu, vào chúc mừng cho Quang Thiện nào. Chỉ còn hai pin nữa thôi, một cú ép nhẹ và mép lỗ 10. Vâng, lắp đít con 9, xong. Vâng, bi em ơi, con này không phải đánh đâu. Bi, vâng, xin mừng chúc mừng Quang Thiện đã có mặt trong vòng đấu loại 32 người vào ngày mai. Dạo này nắng nhiều Tùng ơi, nắng nhiều nên tóc nó xoăn. Vâng, xin cảm ơn tất cả các anh em đã xem và theo dõi ủng hộ cho Magic Beta Shop. Vâng, hẹn gặp lại các anh em vào ngày mai trong vòng đấu loại 32 người trực tiếp. Sẽ là ai sẽ là người giành cúp vô địch vào ngày mai nếu giành đủ 5 trận thắng liên tiếp. 5 trận thắng liên tiếp sẽ là người cầm cúp. Vâng, xin cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em vào ngày mai.